thưa quý vị, trong tổng số 15 môn thi đấu của Olympic Doanh nhân 2030 năm 2019 ở lần tổ chức thứ 5 thì có một bộ môn cũng rất đáng chú ý, đó chính là xe đạp địa hình MTB. Và để hiểu hơn về bộ môn này cũng như là chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị như thế nào thật sự kỹ lưỡng trước khi đến với ngày tranh tài chính thức là ngày 15 tháng 9, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành ít phút để trao đổi cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm cùng với anh Vòng Như Hòa, một vận động viên phong trào và rất thường xuyên tham gia tập luyện ở Hầm Đá cùng với câu lạc bộ xe đạp Sài Gòn Đông Tây của quận 5. Xin cảm ơn anh Hòa rất nhiều, và chắc có lẽ là câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho anh cũng như là chia sẻ với quý vị khán giả của Olympic 2030 và những vận động viên nữa. Anh quá quen thuộc với cái địa hình ở Hầm Đá này rồi, và trước khi đến với Olympic 2030 thì anh Hòa, anh có chia sẻ như thế nào về sự chuẩn bị cũng như là những điều cần lưu ý đối với các vận động viên trước khi đến Hầm Đá năm 2019 ạ? Cảm ơn. Xin chào tất cả mọi người. Thì cái địa hình Hầm Đá này ra đối với mình thì cũng giống như anh là nói là cũng khá là quen thuộc. Thì có một số chia sẻ với mọi người là đầu tiên về cái xe thì các bạn cần có một chiếc xe đạp địa hình, và mình thay cái lốp đó là lốp là vỏ gai để vô đường này thì nó đi tốt hơn. Cái đường này cự ly là 5 km một vòng, mình chạy 2 vòng thì nó gồm có đa địa hình, là vừa có đường bằng, lên dốc, độ dốc, đường sình là có đầy đủ. Thì cái điều mà mọi người cần chuẩn bị ở đây là một ít về thể lực. Mình nói là một ít tại vì sao? Tại vì cái thời gian mình tập luyện ra đối với chúng ta không hẳn là chúng ta có nhiều thời gian để tập luyện. Thì mình đi chơi chủ yếu là trải nghiệm và chinh phục bản thân là chính. Cho nên là mình cần có một tí thể lực, và khi mà mình vào thi đấu thì mình tùy theo cái địa hình, mình đừng có gọi là ví dụ mình nhiều khi mình vô máu quá đó, thì vào những cái địa hình độ dốc hay là đường trên thì nó nguy hiểm, thì mình đi cẩn thận hơn một chút. Chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi cùng với các vận động viên ở Olympic 2030 là các bạn hãy nghĩ đến cái chuyện là hoàn thành mục tiêu trước, rồi hãy nghĩ đến cái vấn đề là chúng ta sẽ đạt được cái thành tích cao ở phía sau đó. Vậy thì với anh Hòa thì về cái vấn đề này thì anh Hòa có những cái chia sẻ như thế nào với các vận động viên, đặc biệt là các vận động viên của Olympic 2030, những người cũng đôi khi thì cũng có không nhiều thời gian để có những cái sự chuẩn bị thực sự tốt nhất để hoàn thành cự ly như thế nào thì anh? Thì cái này đối với những người mà ít tập thì đặc biệt là mình chưa có điều kiện để tập ở cái địa hình Hầm Đá này, thì nó một cái khó khăn là mình chưa có biết được về cái địa hình đường đi, mình chưa có biết cái cách mình phân sức cho đều. Do đó là mình cái cách tốt nhất là mình cứ đi theo cái sức của mình đừng có cố gắng quá, mình đi đều thôi. Và còn cái về việc mà thành tích, giống như anh nói đúng là như vậy, mình đi chủ yếu là mình trải nghiệm và mình thử thách bản thân, rồi mình đi về đích là tốt rồi, về đích an toàn. Cái điều quan trọng là phải an toàn cho chính bản thân mình, đó là cái điều tốt nhất. Còn để mà có được cái thành tích thì mình sẽ cần một quá trình tập luyện lâu dài để có một nền tảng sức khỏe tốt và một ít về kỹ thuật để đi đường off-road thì mình mới có khả năng mà cạnh tranh về thành tích. Xin cảm ơn anh Hòa rất nhiều về cuộc trao đổi.